Đồ Nhật Thanh Huyền xin được giới thiệu tới mọi người con nồi cơm cao tuần áp suất Sanyo. Dòng này là 1.8 lít các bác nhé. Đó, con này có áp suất này. Màu của nó là bên ngoài là màu bạc, bạc pha nâu một xíu. Đó, dùng điện 100V phải cắm qua đổi nguồn. Đổi nguồn là nên dùng loại 20A các bác nhé. Chúng ta xem bên trong lòng nồi này. Lòng nồi thì cực kỳ là dày dặn luôn, rất là nặng tay đấy ạ. Bên ngoài là vàng màu, xin lỗi, bên ngoài là màu inox. Đó, răng rất là ok luôn. Chúng ta mở cái nắp ra ở trên này, có cái nẫy trắng này chúng ta kéo lên là chúng ta sẽ mở được. Áp suất thì có 1 bi nhá. Đó, và đẩy vào. Con này thì công suất là 1350W và cắm qua đổi nguồn là 20A. 20A thì mới đủ công suất được. Bên ngoài thì shop đã dán dịch tiếng Việt rồi, cũng như là nồi sẽ được đi kèm một cái giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, được quay video hướng dẫn sử dụng luôn trước khi đóng hàng gửi đi. Con này hết pin rồi nên là khi cắm điện vào thì nó sẽ hiển thị được cái các chức năng ở trên này các bác nhé. Giá là 2.4 triệu, bảo hành 6 tháng, hỗ trợ trọn đời sau bảo hành các bác ạ. Các bác có gì nhanh tay liên hệ với shop nhé. Vì chỉ có dòng nồi Sanyo hay là Toshiba thì lòng nồi cực kỳ dày dặn như thế này thôi các bác ạ. Bắt từ rất là tốt và giữ nhiệt rất là lâu luôn. Cơm thì bảo đảm là ngon, rền dẻo. Dòng này hay còn gọi là san xoài, vì kiểu dáng của nó thuôn thuôn như này, giống hình dạng của quả xoài nên mọi người hay gọi là san xoài các bác nhé. Khá là lành luôn, rất ít khi bị mắc lỗi. Bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành. Mọi chi tiết xin mời các bác liên hệ qua số điện thoại 0936 811 346 hoặc 0901 218 555. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Đồ Nhật Thanh Huyền. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau.